Chào các bác. Đấy, theo yêu cầu của bác khách thì bảo lên cho một con V7 đấy, chạy full chức năng. Vâng, đấy thì hôm trước em có lên hai con thì là khách chốt hết rồi. Thì hiện tại đây em còn một con nữa này. Đấy, thì em quay tiếp lên cho các bác. Đấy, con này thì nói chung là hàng thì đẹp hơn con lần trước các nhá. Hàng đẹp hơn con lần trước. Đấy, nó có một vài chỗ là nhìn thấy thì chưa đã mắt cho lắm đâu, nhưng mà nó đẹp hơn con lần trước quá nhiều luôn. Đấy, các lần trước nó còn hơi bị vỡ lên một xíu này, vỡ phía sau một xíu. Mà nó còn móp móp ở phía trên một tí. Đấy, con này thì hàng đẹp hơn. Đây, nhìn phía sau như hàng mới luôn. AV thì nó có rất nhiều cổng đây quá nhá. Đấy, thì nó sẽ có hai ra ba vào, hai cổng ra để cắm xuống con đẩy, hoặc là con mi to, hoặc là mi nghe nhạc. Đấy, nói chung là các bác lấy giải mã ra đường AV này thì từ đường AV để xuất ra là ok. Còn in thì cắm điện thoại đây. Còn cái mà xoắn đôi chuột đây thì nó là FM. Đấy, em cắm thử đây nghịch để bắt FM cho các bác luôn. Đấy. Và đây là quang thì nó có hai cổng, một in một out. Đấy, ao là đã bịp đầu rồi, còn in đây này thì có mua trong cái dây quang hai đầu như này. Đấy, một đầu như này thì cắm ở đây, đầu con này thì cắm vào tivi xong. Bác nào mà cần thêm giải trầm cắm súp đây được, nó là súp điện các bác nhá, tất cả dòng súp điện đều cắm được vào đây. Súp điện chỉ cần một chân, không cần phải hai chân các bác nhá, vẫn đây bình thường. Công suất của máy là 55, hàng sản xuất tại Nhật các bác nhá, made in Japan. Cầu loa này, cầu loa các bác có thể phối loa từ 4 đến 16 ohm. Đấy. Rồi, như con em đã nói thì hàng chạy full chức năng thì sau đây tiến hành thử cho các bác này. Đây chính là MD này, đầu tiên là test MD trước này. Hai mươi năm cuộc mộng dở dàng. Lách bài các bác này. Và cái đĩa là có, nó có hai bài. Chắc là ghi tạo, đấy, có hai bài. Nói chung là MD là bấm chạy này. Đấy, tiếp tục có mà thích chuyển sang đường quang này. Chuyển sang sang digital. Đấy, nó là kết nối tivi này. Giải mã đấy. Vâng, thì đấy là đường quang. Đấy, còn có mà thích nghe đường gì ạ? Nghe điện thoại thì chuyển cho em về điện thoại này. Cắm cầu nào chuyển đúng cùng đấy nhá. Đây, chưa mở máy tính. Nói chung là điện thoại là quang chạy ok rồi. CD này. Điện thoại là chạy ok các bác nhá, quang chạy ok rồi. MD này, đường quang này, đường điện thoại đã duộc xong rồi. Bây giờ tiếp tục CD. Đấy. Lách bài quá này. Lách bài rất là ngon này. Đó, nói chung là CD rồi MD này, điện thoại quang chạy ok rồi đúng không ạ? Bây giờ em sẽ test nốt cái phần cuối, đó là phần đường gì ạ? FM. FM thì có chỉ phải nhấn đây này. Nhấn vào đây. Nhấn sang phần FM này. Đấy, thì dò thì có sẽ dò cho em ở đây. Đấy, nó có hỏi em 108 nhá, 108 này. Đấy. Thì mình sẽ dò. Có hai chế độ dò, một là có thể dò tự động, hai là mình có thể là dò thủ công bằng phát 1. Đấy. Cái dây của em làm hơi ngắn anten này, anten đôi chuẩn hơi ngắn xíu.
Còn nó dài tiếng thì bắt nó rất là khỏe, nó rất là nhiều kênh. Dây này đã khiến nó trở thành điểm hôm dây hấp dẫn nhất đối với giới trẻ. Kết cấu của chiếc container hình khối hộp này khá vững chắc cho việc chịu lực khi có bộ khung và dầm được chế tạo đặc biệt cho phép chịu tải. Và đặc biệt hơn nữa là một số loại sẽ còn có thể cách nhiệt rất tốt. Đó cũng chính là hai lý do mà container được chọn làm nhà ở đây. Khi nghĩ tới nhà container thì chúng ta sẽ thường nghĩ ngay tới một khối kim loại ngột ngạt, chật hẹp và nóng bức. Điều này sẽ không thật sự đúng khi container được làm từ thép chất lượng cao, công nghệ gia công và xử lý đặc biệt giúp nâng cao hiệu quả trong việc cách âm, cách nhiệt, nên bạn cũng sẽ không cần phải quá lo lắng về vấn đề nhiệt độ khi ở trong container. Chỉ cần nhìn những màu sắc bên ngoài thôi, tầm mắt của bạn đã bị thu hút rồi, chưa nói đến bên trong sẽ còn hơn như thế nữa. Tất cả các phòng được trưng dụng bằng những thùng container cũ, sơn lại với đủ màu rực rỡ sinh động cùng với tiện nghi nội thất đầy đủ. Một điểm cộng cho homestay này nữa đó là vị trí nằm sát biển, xen kẽ là những hàng phi lao xanh với không gian mát mẻ. Bạn có thể mắc võng nằm đung đưa hay tắm biển, câu mực, đốt lửa trại và thưởng thức những bữa tiệc nướng hải sản và ngắm bình minh. Vâng, mắc võng nằm đung đưa ngồi nghe giải mã quá tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, con này thì em test rồi, chạy phun chức năng nhá. Giá thì 1.250. Đấy, con này thì vẫn đáng em phải hơn, con này đẹp hơn hai anh kia mà hàng kém hơn mà đã 1.250 rồi. Đấy, thì thôi con này thì em vẫn để hàng 1.250 được chưa ạ? Con này lẽ ra phải là 1.4 nhưng mà thôi, để 1.250. Và tặng kèm các bác luôn là một cái dây quang và dây điện thoại được chưa ạ? Đấy, phần quà vẫn giữ nguyên, giá vẫn không đổi, mà trong khi loại được con hàng đẹp hơn hai con hôm trước. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Xin chào các bác.